Việt Nam đã đứng trước những bước ngoặt băng giao lớn vào cuối năm nay. Chuyến thăm tới Hà Nội của Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể không chỉ nâng cấp quan hệ hai bên lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện, mà còn đánh dấu sự chuyển biến mở ra một không gian đa chiều về địa chính trị tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong khi đó, một nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc cũng được cho là sẽ tới Hà Nội ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Biden như một đối trọng với Washington. Việt Nam đang nằm trong mối quan tâm chặt chẽ của cả Mỹ và Trung Quốc, những đối thủ không đội trời chung trong cuộc cạnh tranh địa chính trị khốc liệt ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nguyên đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, cho rằng điều quan trọng là đối tác chiến lược toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam có cơ hội dẫn tới các cặp đối tác tương tự khác giữa Hà Nội với Tokyo, Canberra và Singapore. Hiển nhiên không chỉ trên danh nghĩa mà trong nội hàm, những cặp đối tác chiến lược toàn diện mới này của Việt Nam sẽ có những chiêu kích khác với quan hệ đã có ở cấp độ đó với Trung Quốc và Liên bang Nga. Ông Thắng nói trước hết là với Nga. Tôi cho rằng đây là câu chuyện của quá khứ. Nó nói lên tình nghĩa thủy chung của người Việt Nam đối với những bên mình phải chịu ơn. Đó là chữ tín với bạn cũ, từ thời chiến tranh lạnh. Nhưng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc lại đến từ nhu cầu thực tiễn, thậm chí còn vì lời nguyền địa lý và lịch sử. Việt Nam ở cạnh Trung Quốc nên không thể làm khác, và quan hệ đó có thể thêm cả những níu kéo của hiện tại. Riêng về các quan hệ đối tác chiến lược toàn diện sau này thì gồm cả hiện tại lẫn tương lai. Mỗi bàn giao ngốn nhiều giấy mực giữa Việt Nam và Mỹ chắc chắn sẽ chứng kiến bước tiến ngoạn mục. Quan hệ song phương này sau khi được vượt cấp có thể không chỉ đánh dấu quá trình chuyển hóa chưa từng có tiền lệ, mà còn mở ra một không gian đa chiều trong các chuyển động nội tại của đại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Còn về an ninh, về kinh tế, Mỹ sẽ có các khuyến khích mới đối với Việt Nam, như giúp Việt Nam giải quyết những khó khăn về thay đổi dạng vũ khí tự vệ. Điều này vừa mất thời gian, vừa tốn kém tiền bạc. Cụ thể hơn, tới đây, Quốc hội Mỹ có thể mở rộng thêm, bán cho Việt Nam cả các loại vũ khí sát thương. Vấn đề bảo vệ bờ biển và bảo đảm an ninh, an toàn về hàng hải trên Biển Đông không thể không có sự hợp tác với các nước khu vực. Sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ so với Trung Quốc vẫn là một khoảng cách không thể san lấp trong thời gian ngắn. Dù Bắc Kinh đang liên tục tăng cường hiện đại hóa quân đội, song chừng ấy vẫn là chưa đủ để cân bằng được sức mạnh siêu cường của Hoa Kỳ. Trên tầm thế giới, Mỹ vẫn có thể một mình đối đầu với cả Nga và Trung Quốc, vẫn có thể chiến thắng trong hai cuộc chiến rưỡi theo như đúng học thuyết của mình. Điều đó vô hình chung đã mang lại cho những nước nhỏ yếu một cơ hội hợp tác an ninh không thể tốt hơn với Mỹ. Trong vai cảnh sát thế giới, Mỹ có nhiều động lực để bênh vực những nước nhược tiểu một khi họ bị các quốc gia ngổ ngáo bắt nạt. Chúng ta đã thấy rõ điều này trong câu chuyện chiến tranh Ukraine khi Mỹ và đồng minh dốc toàn lực hỗ trợ Kiev chiến đấu chống lại Moscow. Hay như trong câu chuyện Đài Loan, Washington cũng liên tục ám chỉ sẽ dùng vũ lực nếu Bắc Kinh vượt lằn ranh đỏ và tấn công Đài Bắc. Bởi thế, Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng Mỹ sẽ đứng ra bảo đảm an ninh của mình trước sự hung hăng bành trướng của cả hàng xóm phương Bắc. Tất nhiên, đó là khi quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đã phải đủ chín mùi, đủ thân tình và đủ tin tưởng. Trên địa hạt kinh tế, có thể dự báo sẽ có những làn sóng đầu tư mới với chất lượng cao hơn về cả kỹ thuật lẫn công nghệ. Việt Nam sẽ không còn lay lắt chỉ với khoản tiền gia công từ các công ty FDI. Mỹ đã có những hỗ trợ trong khai thác cá voi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu tại hai đầu đất nước, đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Cũng không loại trừ Việt Nam sẽ là cầu nối cho những tập đoàn và các công ty lớn của Mỹ tại Đông Nam Á. Phải nói cho rõ rằng, đối nội và đối ngoại trong kỷ nguyên số là hai mặt của một đồng tiền. Chúng ta còn có thể cắt nghĩa theo các sách giáo khoa cũ. Đối ngoại là kéo dài của đối nội. Nó không còn là hai đoạn thẳng nối tiếp nhau, mà chúng là hai đường ray cho con tàu quốc gia tiến lên phía trước. Chúng ta hãy đọc lại thông cáo từ Nhà Trắng. Lãnh đạo hai nước sẽ tìm kiếm các cơ hội để phát huy tăng trưởng cho nền kinh tế Việt Nam, tập trung vào công nghệ và đổi mới. Tinh thần lần này không chỉ là đổi mới như năm 1986 nữa, mà động năng của đổi mới lần này là tập trung vào công nghệ và sáng kiến. Mà những thứ đó thì đương nhiên không thể đạt được bằng những con người cũ, tư duy cũ, mô hình thể chế cũ.
Việt Nam sẽ buộc phải thay đổi để đáp ứng các đòi hỏi của mô hình tập trung vào sáng tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ, chứ không chỉ đơn giản là sản xuất hàng hóa và dịch vụ truyền thống. Kết quả của quá trình phức tạp ấy là tăng trưởng được tăng cường, đa dạng hóa các ngành công nghiệp, phải cải thiện về chất lượng cuộc sống và khả năng thích nghi tốt hơn với những biến đổi và thách thức kinh tế trên toàn cầu. Về những khác biệt khá lớn trong các nhận thức hai bên Mỹ-Việt về dân chủ, nhân quyền, xã hội dân sự, tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng chia sẻ thẳng thắn rằng điều này có hai mặt, phải đẩy tính năng động của toàn thể xã hội lên cao hơn nữa. Vai trò bên trong của toàn xã hội Việt Nam là chính, trí thức Việt Nam, lớp trẻ Việt Nam, các nhóm dân sự phải cùng nhau tiến bước. Người Mỹ, các nước Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc đều đã mở rộng vòng tay về ngoại giao, về đầu tư, nên không chỉ bộ máy mà người dân, doanh nghiệp Việt Nam cần phát huy tối đa nội lực của dân tộc. Tôi xin nói điều đã rõ là nhân tố bên ngoài chỉ giữ vai trò xúc tác nhất định. Cơ hội tới khi xã hội phải chớp lấy mà chuyển động, không thì cơ hội sẽ qua đi. Tuy nhiên, có một vấn đề hết sức nhạy cảm và lâu dài vẫn chi phối quan hệ Việt-Mỹ, đó là yếu tố Trung Quốc. Đây là nước láng giềng hùng mạnh giáp cả đất liền và biển với Việt Nam. Trong lịch sử, luôn không giấu giếm ý đồ banh trướng ảnh hưởng xuống phía Nam. Việt-Mỹ dù mang tiếng là cựu thù, nhưng mối thù ấy đã phai nhạt rất nhiều kể từ khi đôi bên chấp nhận gác lại quá khứ hướng tới tương lai. Kể từ khi người Mỹ mang đến sự phồn vinh cho thương mại Việt Nam. Nhưng quan hệ với Trung Quốc thì khác. Đây là nước gần nhất có chiến tranh với Việt Nam. Cuộc chiến Việt-Trung mới chỉ chính thức kết thúc vào cuối những năm 80. Đó là một trang sử đầy sóng gió của đôi bên mà đôi khi người ta kiên kỵ gợi lại. Nhưng dù muốn dù không, tâm thế của Việt Nam vẫn luôn là cực kỳ cảnh giác trước mọi ý đồ về lãnh thổ của Trung Quốc. Và Bắc Kinh cũng vậy, luôn muốn Hà Nội nằm trong vùng ảnh hưởng truyền thống của mình ở Đông Nam Á. Trung Quốc không vui khi Việt Nam ngày càng xích lại gần hơn với Mỹ, đối thủ cạnh tranh vị thế bá chủ toàn cầu lớn nhất của họ. Với việc Mỹ kỳ vọng sẽ nâng tầm quan hệ ngoại giao với cựu thù Việt Nam lên cấp cao nhất khi Tổng thống Joe Biden tới thăm Hà Nội, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ cảm thấy rất khó chịu. Ngần ngại về phản ứng mạnh mẽ có thể có từ quốc gia láng giềng, Việt Nam ban đầu bày tỏ sự thận trọng về việc nâng cấp quan hệ với Washington, khiến chính quyền Biden phải nỗ lực gấp bội trong việc thuyết phục Hà Nội. Hoa Kỳ và Việt Nam thiết lập quan hệ song phương vào năm 1995. Tổng thống Barack Obama năm 2013 đã tạo dựng mối quan hệ đối tác toàn diện với Hà Nội. Chính quyền ông Biden muốn nâng cấp với Việt Nam lên đối tác chiến lược toàn diện, dựa trên vấn đề thương mại và địa chính trị. Việc này sẽ cho phép Việt Nam tiếp cận với các điều kiện thương mại ưu đãi và đạt được sự hợp tác quân sự lớn hơn. Nhiều chuyến thăm của các thành viên cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ đã diễn ra trong những tháng gần đây, và bản thân ông Biden hồi tháng 7 cũng công khai nhắc tới việc này. Kể từ đó, các quan chức hai bên đã tỏ ra lạc quan về khả năng nâng cấp quan hệ, tuy chưa bên nào đưa ra bất kỳ thông cáo chính thức nào. Với việc Tổng thống Joe Biden đã lên lịch tới Việt Nam vào ngày 10 tháng 9, Hà Nội dường như đang cố gắng ứng xử một cách mềm mỏng và khéo léo hơn khi đứng giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo thông tin từ Reuters, Việt Nam và Trung Quốc lúc này đang tiến hành bàn thảo về những chuyến thăm cấp cao từ Trung Quốc tới Hà Nội vào thời điểm sau hoặc thậm chí ngay trước chuyến đi của ông Biden. Các quan chức nói, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường có thể sẽ gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Việt Nam trong những ngày tới hoặc trong những tuần tới. Phải nói rằng quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam trong thời gian gần đây không mấy suôn sẻ. Hà Nội cùng nhiều quốc gia khác trong khu vực, trong đó có Malaysia và Philippines, hôm 31 tháng 8 đã mạnh mẽ phản đối việc Bắc Kinh công bố bản đồ mới, theo đó đưa ra đường chữ U tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết diện tích Biển Đông. Trước đó, truyền thông Việt Nam nói một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi hôm 28 tháng 8 đã bị một tàu hải cảnh của Trung Quốc tấn công nhiều giờ ở ngư trường thuộc quần đảo Hoàng Sa, gây hư hại nặng cho tàu và làm bị thương một số thuyền viên. Hiện tại, để đối phó với Trung Quốc, Hà Nội đang đàm phán với một số quốc gia khác trong việc nâng cấp và mở rộng kho vũ khí của mình. Chủ yếu gồm các vũ khí khí tài do Nga sản xuất. Việt Nam cũng tỏ ý quan tâm tới việc gia tăng quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ và giám sát trên biển. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn rất thận trọng, không muốn làm mít lòng Bắc Kinh, vốn đang liên tục tiến hành hiện đại hóa quân đội. Ngay trước khi Nhà Trắng công bố thông tin về việc ông Biden tới Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến đi cùng Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam,
ông Hùng Ba tới cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị ở Lạng Sơn. Chuyến đi này được giới quan sát cho là nhằm nỗ lực giảm bớt mức độ phản ứng gay gắt một khi việc nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ được công bố. Trong chuyến đi hôm 25 tháng 8 này, ông Trọng nhấn mạnh rằng đây là khu vực biên giới duy nhất trên thế giới mà cả hai quốc gia liên quan cùng thống nhất chọn tên gọi chung với phía Trung Quốc gọi là Hữu Nghị Quan. Ông Trọng cũng ca ngợi sự gắn bó vừa là đồng chí vừa là anh em của hai nước. Theo tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, về tương lai sau này thì chưa rõ, nhưng trước mắt mọi việc có vẻ trót lọt, vì xét cho cùng Trung Quốc cũng phải giữ thể diện. Nói như nhà ngoại giao kỳ cựu Dương Khiết Trị từng nói cho Ngoại trưởng Singapore năm 2010 biết rằng Trung Quốc là cường quốc, mà đã là nước lớn thì phải có cách cư xử xứng tầm đại cường. Trước con mắt của dư luận quốc tế, theo tôi Trung Quốc và Mỹ có thể nhìn xa hơn, biết đâu cả hai có thể tính đến Việt Nam như một lá bài dự bị, khi hai đại cường như đang vào hồi đoạn giao. Khi mâu thuẫn giữa các nước lớn bị đẩy lên cao, dù bất cứ cao đến đâu, người ta vẫn phải tính đến lối ra. Ở đây Việt Nam có thể là một dư địa trong phép tính ấy. Ví dụ trên một cương vị nhất định, Hà Nội có thể giữ cho khối ASEAN đừng quá tan đàn xẻ nghé chẳng hạn, thì cũng tốt cho các bên. Ngay trước hội nghị G20 ở Ấn Độ, Trung Quốc mới đây vẫn công bố bản đồ cho vào lãnh thổ của họ không chỉ toàn bộ quần đảo Trường Sa mà cả các vùng tranh chấp với Ấn Độ, với Nga. Việt Nam đã lên án hành động nói trên của Trung Quốc, coi việc công bố bản đồ năm 2023 là vô giá trị, vi phạm luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS. Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh hành động phi lý của Bắc Kinh khi bồi đắp 7 đảo đá ở Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, biến chúng thành các đảo nhân tạo và quân sự hóa thành tiền đồn trên Biển Đông. Không chỉ Việt Nam mà cả Philippines, Đài Loan và Malaysia cũng bác bỏ bản đồ mới của Trung Quốc về Biển Đông. Có ý kiến nói vụ bản đồ này chỉ là cách Trung Quốc làm giá để Hoa Kỳ nhượng bộ trong quan hệ mà Trung Quốc đang có với Ấn Độ. Một số chuyên gia băn khoăn rằng, phải chăng cũng có cái giá như thế trong tam giác Mỹ-Trung-Việt? Theo ông Đinh Hoàng Thắng, cái giá trong tam giác Mỹ-Trung-Việt là quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Việt, chỉ dừng ở biểu tượng ngoại giao và chỉ ở mức độ hợp lý là để đối chồng lại với Trung Quốc. Nhưng như thế nào là hợp lý thì vấn đề có thể sẽ chuyển hóa, một sự chuyển hóa về chất. Sự vật ở đây là mối ban giao Việt-Mỹ sẽ là một sự vật khác sau khi vượt qua điểm tới hạn. Bản thân bước chuyển này là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Việt Nam. Bước chuyển này sẽ mở ra các chiêu kích mới trong đa dạng hóa, đa phương hóa của ngoại giao cây tre thời hậu Ukraine. Việt Nam sẽ gắn bó sâu hơn, thực chất hơn tại những vùng chồng lấn giữa Việt Nam với các bộ tam bộ tứ, những chỗ mà khớp với lợi ích chiến lược, phục vụ đắc lực cho quyền lợi của người dân và đất nước thì Việt Nam sẽ không ngần ngại dấn thân. Thế giới ngày càng được thu hẹp lại, và nhiều vấn đề cả quốc phòng lẫn kinh tế trong không gian tự do, rộng mở sẽ đụng chạm đến mọi quốc gia. Đây có thể là thời cơ lớn cho an ninh và phát triển của đất nước. Và đến đây chương trình của chúng tôi xin phép tạm dừng. Quý vị hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới để cùng thảo luận với chúng tôi. Hy vọng quý vị đã yêu thích video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.